Bên cạnh trộm cắp, cướp giật thì tình trạng thanh thiếu niên lập nhóm để tụ tập, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn cá nhân cũng đang trở thành vấn đề rất đáng lo ngại đối với các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội. Đơn cử như mới đây, do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh thiếu niên ở An Giang đã hẹn nhau sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng cùng với sự hỗ trợ của người dân, công an phường Mỹ Long thành phố Long Xuyên An Giang phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau tại khu vực nhà thiếu nhi An Giang thuộc khóm 4 phường Mỹ Long sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Công an phường liền trứng khai lực lượng tuần tra khi đến khu vực trên phát hiện 10 thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 21 tuổi cùng trú tại thành phố Long Xuyên đang tụ tập cùng nhiều hung khí nguy hiểm gồm hai cây dao phóng lợn, ba cây mã tấu và một cây chĩa qua làm việc bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên ở thị trấn phú hòa huyện thoại sơn hai nhóm hẹn nhau đến khu vực trên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tuy nhiên hai nhóm chưa kịp đánh nhau thì bị lực lượng công an kịp thời ngăn chặn hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định pháp luật